Hello. Hello. Trời ơi, giờ cũng mới lên được rồi nè. Nhưng mà đổi cái nick khác phải không? Người ta là phải thay đổi chiến thuật liền, đúng không? Tùy cơ ứng biến liền. Hồi nãy gì? Nãy giờ mấy ông ngồi để mấy ông hè nhau là cái gì? Ông thì ông thợ hàng thì quở tôi là cái gì? Ăn nhiều ăn ít gì nặng nhẹ gì ở đây? Hả? Ai kêu ăn được con bà đặt Hello, xin chào lại, xin chào tất cả mọi người nha, trong cái buổi live của Việt Ra nha. phong nền bài đặt để phong nền đỏ nữa kìa. Trời. Bây giờ phèo luôn số bu rồi. Đang yêu đời. Đổi chiến thuật liền Việt Ra biết không? Đổi chiến thuật liền. Đổi chiến thuật đây. Tức là lên bằng cái nick thì nó lên không nổi đúng không? Anh xôi quá mà, nó quở. Mình chuyển qua lên bằng trang à, lên bằng trang Thì ta thì một phát phải một ông lên liền. vô. Anh nông dân không biết sao lên không được, anh Chu Phan lên không được luôn nha. Rồi anh hồi nãy cái nick kia cũng không lên được luôn, nó bị sao quá ta. Đó giờ đổi qua lên bằng bằng cái nick của trang á, thấy không? Đúng rồi. À, nông dân coi coi tắt thử coi, tắt cái máy rồi cái mở máy lại hay là nhảy ra rồi nhảy vô lại thử coi nông dân. Này Facebook nó hơi lô sô bô quá, cái thằng Mark nó lo nó quýnh lộn với cái thằng quỷ thằng chủ Tesla hay sao đó, nó bỏ bà con nó bành chành á. Nông dân dân thêm ổng lại nữa cho ổng lên coi mà không biết sao. Ok anh Thơ Quang, có gì nghêu ngao anh Thơ Quang. Thay đổi chiến thuật bằng cách triệt thoái chiến thuật lên cuối cùng cũng lên được rồi đấy. Ok, thì thật ra thì anh em mình chẳng qua là mở mấy cái like nghêu ngao thôi chứ có biết gì đâu mà chính trị chính em, đúng không vậy đây? Đúng rồi anh, chính trị chính em cái gì, anh em mình lên thấy Lu Su Bu nói chuyện chơi tám chơi. Đúng rồi. Chỉ qua chẳng qua thấy mấy ông ở sổ lá bên kia tào lao bí đao quá, lên giao lưu với mấy ông một tí cái vấn đề gọi Việt là Ray chào Khánh Nhã nha. hello, chào Khánh Nhã nha. Hôm nay hết sinh nhật rồi nha, không có chúc sinh nhật nữa nha, đừng đừng, đừng có bắt người ta chúc sinh nhật nữa à, phải không? Sao à, Việt Ra với mọi người xem cái clip mà Thơ Quang đăng lên tường cảm giác thấy thế nào? Cảm giác Việt Ray thấy chán nản, nhưng đáng mà nhưng mà chán nhưng mà chán đời. à, nhưng mà Việt Ra với mọi người thấy 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 mà xem clip không thấy tức cười không ha? Bây giờ mà nghĩ là tụi ba que nhiều khi nó đá xéo mấy người Mỹ mình cũng không chừng nó Việt Ra, Vậy bởi vì nó dùng cái từ bái kiến thiên triều á, đúng không? Đúng không? Thì qua cái hình ảnh đó mình thấy rõ ràng là cái nhân vật nào mà khi mà tới gặp gọi là thời phong kiến xưa mà vô bái kiến vua chúa thôi, nó gật đầu nó mổ như gà mổ thóc vậy. Đây thay vì người ta tướng tá người ta thấp hơn cái người đối diện thì người ta phải ưỡn ngực À nghênh ngang ngước mặt lên trời vụ quá đi vô quá toàn là tai to mặt bự không à, mẹ nó đằng này đi vô đã người đã thấp rồi còn khúm núm rồi còn mổ đó trời ơi, mới nhưng mà nhớ thấy ông kia ông đâu có đúng rồi, thả mình thóc thả gạo gì đâu. tức cười việc ra với học. Thí dụ như cái ông đó là ông tập đi, ông tập đi thì nhiều khi mình còn chấp nhận được là sao, à dù sao ông tập là một người đứng đầu của một cái cường quốc số 2 thế giới, đúng không? Cường quốc số 2 thế giới thì cái bà đó là bà chỉ là bộ trưởng bộ tài chính thôi, chỉ ra tính ra là chỉ là một quan chức thôi, thì ok một quan chức đi gặp một vị lãnh đạo của một quốc gia thì ok cũng đạt chấp nhận được đi. Còn đằng này là người đồng cấp, đồng cấp Đúng rồi. như là ông đó là ông thủ tướng Lý Cường hay gì đó đại khái, mình không biết chính xác nhưng mà chắc chắn là không phải là ông tập. Ôi trời ơi, mà bảo đảm việc ra nha, tự thì mình cái clip này thì mình gọi là cũng sưu tầm lại được thôi, chỉ còn nếu mà thật
sự mà ở trong mà cái hội trường đó đó. Ủa mà mới qua, đó đó là anh mình... qua mới 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 qua tới luôn á hả? À. Cái đó mới nhất luôn á. Ừ, cái đợt vừa rồi, cách đây mấy ngày á. Cách đây mấy ngày á. Cách đây như là đừng còn thấy gì đó. Đúng không? Wow, yeah. Chứ nói thiệt, chứ nếu mà bảo đảm mà mình ở trong đó đó, mà mình nghe được là bảo đảm bà này, bà phải bập bẹ được mấy chữ tiếng Tàu là cái gì? Dạng thuế, đúng không? Cái kiểu gương đó, cái kiểu mà gật đầu, dạng thuế, bảo đảm luôn á. Ừ, nghe nói thế... cái gì xui xèo vậy mà không nghe được. Em ráng em nghe thử coi nói tiếng Mỹ, tiếng gì vậy mà không có nghe được. Thì... Đâu nghe được đâu. Nhưng mà rõ ràng là có cái gì đó sai biệt ra, thấy không? 4 ngày rồi bằng, anh Thuận. Yeah. Bằng chứng là cái gì? Là có một cái khi mà bà ta mình cứ gục đầu mà vạn tế thì có một người chạy lật chạy vô kéo bà ta ra đó. Ừ đúng rồi, có cái đúng người không? Nào ở đằng sau mà kéo bà ra là sao ta? Cái trường hợp đó cái này sao? giải anh em mình nghiêu ngao thử coi. Chắc cái này là anh cái này thì cá nhân anh nghĩ được ra sao? Cá nhân mình nghĩ, mình đoán thôi, tức là mình đoán qua hình ảnh, qua câu chuyện thôi, chứ mình không trong cuộc thì mình không dám nói. Nhưng mà qua cái hình ảnh đó mình đoán là có vẻ như là người ta lôi bà ta ra để người ta nhắc nhở, người ta nói gì vậy má? Thời là buổi này, thời buổi nào mà má vô giặt tới gì mà không kiến vậy má? Đại khái vậy đúng không? Em á thì em nghĩ vậy nè, cái lúc chắc cũng đứng ở ngoài cửa chờ ông kia đi ra, rồi bắt đầu chừng nào mà ở ngoài kêu go là bắt đầu đi. Mà chưa gì hết rồi, ở ngoài chưa kêu, chưa hò hét gì hết rồi, bà thấy ông kia ra rồi bà lật bà chạy tới bà mổ bà. Cho nên cái bà kêu bà nói chết mẹ rồi, bà chưa gì hết, bà làm gì ghê quá vậy, rồi chạy ra lo sai quy trình. Đúng không? Gọi là sai quy trình đúng không? Vì đây tại vì thí dụ như là bây giờ vô là chỉ cần là bắt tay hay là chào mời thôi, rồi bà vô nó mổ như thóc vậy á. Là bà kia là bà quýnh quán rồi, chơi cái gì vậy má? Má vô đây tự nhiên má dạng tuế gì thời buổi này dạng tuế gì nữa? Có thể là lôi ra nhắc để nhở. Em cũng nghĩ vậy. Vợ phèo biết sao, vợ phèo nhiều khi á bà thì nói đúng là làm bộ gì bộ cũng cần biết, nhưng mà từ nào giờ nói rồi má chiến này là tao chuẩn bị tao đi qua bên Trung Quốc đó nghe, thì chắc bà cũng bà cũng nghiên cứu rồi mới qua bên đó cái thủ tục rồi đó, cái kiểu cách nó như thế nào. Nhưng mà bà coi trúng mấy cái phim mà Võ Tắc Thiên hay là mấy cái phim cái gì mà mấy ông vua hồi xưa hay gì không biết, cho nên chắc bà quen rồi, bà vừa vô đó cái bà thấy là bà mổ bà gật tía lìa luôn là vậy đó. Thì đó, quen cái phong cách gọi là bái kiến thiên triều á, mỗi lần tức là mình là vô thiên triều mình bái kiến gọi là quan trên đúng không, bái kiến quan trên thì mình phải cung kính rồi cũng phải gọi là lễ phép rồi chứ việc ra. Đúng rồi, em xin cắt anh cái này cho em mấy giây. Tình nóng mới nhảy lên, 9 người đang bị thương ngáp ở Cleveland, Ohio. Mới mass shooting là mới bắn tập thể. Bây giờ thằng đó chạy rồi, cảnh sát đang lùng kiếm. Mới thất thì luôn, ngày hôm nay luôn. Cái này cần thằng Minh Ohio cho nó vô, nó dạ, nó nghiêu ngao cái này coi. Mới thất thì luôn, rồi em quay trở lại. Trời ơi, Vũ Vũ Thuần ơi, rồi qua cái trường hợp đó mà nó thiệt. Cái trường hợp cái cảnh đó, cái phong nền đó mà gọi là các quan chức ở Việt Nam mà đi qua Trung Quốc làm việc đi thì thôi đù. Má, nó thiệt với Vũ Thuần với mọi người đó, mà tập đoàn Ba Que nó đồng thanh mà nó sổ anh, nó thiệt. Nó sổ từ năm này qua tháng nọ luôn á. Ý là chỉ có đi qua thôi đó nha, chứ đừng kiểu mà quá đứng mà bắt tay mà khom bà mẹ nó. Anh thấy không, mỗi lần mà Việt Nam mình chỉ cần đi qua bên đó những cái hội họp mình nói là chỉ là bình thường thôi là tụi nó đã sủa, có nói đù ngoái điên đầu rồi, chứ đừng có nói cái kiểu giống như hình như em nhớ không lầm còn một cái video ông nào bà nào ở bên Mỹ hôm bữa nữa, còn một cái clip nữa mà cách đây mấy tháng hay đâu gì đó cũng anh em đâu xe đưa lên
Qua giữa... cũng đâu má cũng đúng lắm. Lincoln Lincoln Kurt Lincoln, Kurt đó cũng có chút ác à, cũng quá so với cái ông á, đứng với mấy ông Trung Quốc mà ủng má mấy ông Trung Quốc sao dạo này ông nào ông nấy bự dữ vậy anh Thái Quang, to ừ ở Trung Quốc to con cao chứ bộ ông tập tới chưa trời ơi, tức là người ta nhìn 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 ông tập với ông Biden đứng kế nhau mà ông tập ông lụm giống như khúc đồ ấy. Ông nào ông nấy ra lúc này đứng luôn mà nhìn thấy ớn thiệt á. Ê cụ ghê à, mình mắc nào Thái Quang xe cho em gì đó chia sẻ em mấy cái video đó đi, vô Messenger nhiều. Chia sẻ vô Messenger nhiều lắm em. nhiều lắm, nói chung là nhiều khi từ vì không có thời gian ngồi lục lại việc ra phải không à. Lười thôi. Quay lại cái câu chuyện của cái bà bộ trưởng tài chính á, mình thấy thất cười nè mọi người. Việc ra mọi người nhớ không à, trước đây cái lũ bà que từ gì thằng Sô Lê nè, thằng Derek Phạm nè, thằng Đỗ Dũng nè, cả bầy đó, trời nó mang hình ảnh ra nó phân tích rồi nó bảo là cái biểu cảm này cái hành động kia của bác Phạm Minh Chính hay của những vị quan chức Việt Nam á, à, là thế này là thế nọ, đùng nó tự đặt ra câu chuyện, nó dẫn dắt nó phân tích từ cái ánh mắt từ cái cử chỉ, nó làm thấy ghê lắm. Ủa vậy nó soi rồi nó tự nó biên từ diễn à, đúng rồi đó. Vậy những cái cảnh này sao tụi nó không ăn ra tụi nó soi ta, chờ để thử coi vài bữa nữa coi nó có lôi ra nói gì không nha. Trời ơi đố cha tụi nó dám nói. Thằng đó chờ vài bữa thử coi nó có lôi nói gì không, chứ còn em để ý em thấy mỗi lần mà phái đoàn Việt Nam mà hay là gì bên Việt Nam mình mà đi qua bên kia có việc hội họp đồ má nó với cửa Đỗ Dũng lên bình luận bà mẹ nó chóng mặt luôn á, má nó vô mấy cái detail của em kêu là detail giống như mấy cái nhỏ nhặt luôn á của mấy ông sao là nó môi ra nó nói hết á. À, mày khốn nghe bực mình. Thấy nó mấy cái đó đúng ra nó không có là cái gì, nhưng mà mình nghe mình thấy nó quá tụi bay lãng quá, tụi bay rảnh quá phải không. Ủa mày môi thì tao rảnh dạ. Tao cũng môi thì bởi vậy vượt ra thấy không. Bởi vậy ra nhớ anh từng nói không, tụi bay 50 năm rồi từ ngày tụi bay đâu có đu cà bỏ nước ra đi, tụi bay đi chọn cuộc sống lưu vong, tụi bay là ba que đúng chưa, mà tụi bay sống trên các quốc gia cường quốc to lớn trên thế giới. Bây giờ được 50 năm rồi, nhìn lại tụi mày vẫn là ba que, thậm chí nó còn xuống 2 que 9, 2 que 8 nữa. Tụi mình nó không tăng lên được 3 que 4 giùm cái. Vàng. Tụi nó cũng sôi đúng rồi, vợ phèo, trời ơi, cái vụ kỳ bò giác vàng bên này, nói thiệt, Việt Rai cũng á, nó cũng cày da tóc vậy, cũng mệt mỏi với cái đám lú su bu ở bên đây. Nó nói, đủ má nó móc ra, nó nói nhiều cái, mình nghe mình bực cái mình cãi lại. Mình cãi lại, mình cứ cãi qua cãi lại hoài mà nó không xong. Bà nội cái nghề mà đó là cái nghề sống không anh, nó mấy mà. Đứa mà mấy người mà xung quanh mình á, ví dụ như em đi ở bên này nè, em đi ăn nhậu em đi chơi rồi nè, bạn bè em xung quanh cũng nhiều lắm, thì mình ngồi lâu lâu cái có một thằng ngứa miệng cái nó môi ra nói, má nó nói thì mình á thì mình không muốn nói mà mình không muốn, đang cuộc vui đang này nói rồi xong cái mình nghe hồ rồi mình chịu, mình thấy má ngứa tai quá rồi mình mới phan vô, cứ cãi tới cãi lùi hoài mà cái vụ đó cứ dây dưa hoài, bực thì thôi mà giờ thì im rồi. Còn nói về cái đám mà đủ, nói về cái đám đủ Dũng với Derek Phạm với ba cái gì đó, đủ má lúc nào cũng là đài này đài kia thông tin chính thống cái gì, ối giời hùng ba lần tháng câu. Mà anh thấy không, nó toàn là nó môi ra ba cái tào lao, ba cái quỷ gì đâu không mà nó bình luận á, thằng giặt đó với Khứa Đỗ Dũng á. À, ừ. Nó bình luận để mình kể câu chuyện nhỏ, để kể câu chuyện này cho Việt Rai với mọi người nghe để nhìn rõ hơn cái bộ mặt của thằng Derek Phạm nè. Tức là có một lần nào đó thì mình vô tình mình thấy cái bài viết của bài của nó thì đại khái là trong đó người ta comment qua comment lại gì đó, thì nó cái trang của nó mới comment giống như nó phân trần á Việt Rai. Dạ. Yeah. Nó phân trần nó nói với vậy mà có một số người trong nước thế này thế kia nói tôi là phản động, đúng không? Cái mình mới vào, mình thấy vậy mình mới vào mình comment nó thế này.
Terry Phạm à, à, mình nói thế này nè, bạn có phản động hay không á thì bản thân là bạn biết, đúng không? Là chính bản thân Terry Phạm sẽ biết nó có phải là phản động hay không. Nhưng những cái biểu hiện, những cái lời nói, những câu từ của bạn đưa ra đó, đúng không? Không. Yeah. Để người dân trong nước họ nhìn nhận, họ họ sẽ cảm nhận được bạn có lại là phản động hay không, thì đó là chuyện của họ. Rõ ràng. Thằng chưa? Bạn đâu cần phải phân trần làm cái gì. Tụi mày có vậy không mà nó lóc mình. Chỉ như vậy thôi mà nó lóc. Quá chắc nó lóc rồi. Nó lóc anh, nó đeo mà mất công tao cãi lộn với ngày mệt. Thì bởi vậy. Đâu bắt chỉ vậy thôi lóc. Nhưng mà mình cũng tức cười nữa. Mà trước đây cũng có một người. Hôm nay có người thì mình cũng thật sự là mình cũng không có tiện nhắc tên làm gì. Không nhắc tên làm gì. À. À, tinh thần là lên là cũng tốt, ok lắm. Đúng, nó bình bình đây rất phạm đồ, còn hơn là binh cái gì nữa. Trời ơi, thư quan không biết đâu. Trời ơi, anh ở bên này, anh biết rõ đây rất phạm lắm. Đây rất phạm không phải là người như vậy đâu. Trời ơi. Mình bắt cười thôi, nói chung là mình cảm thấy mình bắt cười. Vậy qua à, những câu chuyện như vậy. Đúng không? Anh em nói nhỏ thôi, không Nguyễn Văn Đài nó nghe. Rõ là đợt này nó học xong tiếng Đức để nhập cái gì? Để nhập quốc tịch Đức xong là sẽ cho Dư Đình Quyên biết tay nó. Ôi chặt ơi, ủa ghê vậy? Ủa vậy là chưa có quốc tịch Đức sao anh Vũ Phú Thuận? Nguyễn Văn Đài quá qua bên đó lâu chưa ta? Cửa đó đi lâu chưa mấy anh em? Đi cũng lâu rồi. À, mà lâu nghe hả? Quá gì chưa có quốc tịch Đức luôn hả? Đồ má chiến này banh mẹ nó, cái YouTube nghe cũng buồn. Đồ má con nhỏ. Nhưng mà khổ cái á, khổ cái á. Đến khi nào nó mới học xong tiếng Đức? Ừ. Hả? Khi nào hả? Cái vấn đề nó nằm ở chỗ đó nữa. Đến khi nào nó mới học xong tiếng Đức? Không bao giờ. Mấy dân chúng ở đây mấy chục năm đây còn chưa nói hết được tiếng Mỹ, tiếng bản địa của người ta, còn nói còn chưa xong nữa. Nhờ nó mà học với hành mẹ, tối ngày cứ lên mạng xã hội tào lao không à, thời gian đâu mà nó học. Những cái thằng đó anh nghĩ coi thời gian đâu mà nó đi làm với nó đi học. Cái câu chuyện này nè Việt Rai, liên quan tới câu chuyện nhập quốc tịch Đức nè, thì mình nhớ tới cái điều này. Sẵn có Việt Rai đây mình hỏi luôn. Yeah. Những người còn, tức là như Việt Rai đi, Việt Rai vẫn còn giữ hai quốc tịch đúng không? Đúng rồi. À, còn những thành phần gọi là bỏ quốc tịch để gọi là thi quốc tịch. Yeah. Thi quốc tịch thì trước khi vào thi quốc tịch mà muốn đậu quốc tịch á thì phải là có một cái câu tuyên thệ là phải trung thành với nước sở tại không? Ví dụ như ở Mỹ là phải trung thành với nước Mỹ, hoặc là ở Đức, ở Úc, ở Anh gì đó. Đại khái là như vậy, đúng không? Đúng rồi, hình như vậy. Em cũng lâu lắm rồi, em không nhớ nha. Rồi. Nhưng mà hình như là... Rồi, thì những trường hợp mà còn giữ hai quốc tịch thì mình không bàn tới nha, mình bỏ qua bên nha. Yeah. Còn những trường hợp mà họ chỉ nhập tịch quốc ở quốc gia đó, họ bỏ quốc tịch Việt Nam đi. À, như cái tụi lũ ba que đi, như mình nói nè, mọi người thấy tức cười ở điểm này không? Lên trên không gian mạng, lúc nào cũng gọi là đấu tranh cho dân tôi cất lên tiếng nói để cho người dân Việt Nam tốt hơn, đất nước Việt Nam tốt hơn, bla 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 bla. Đúng không? Đó, rồi mình đặt cho họ ngược lại giống như cái vụ mà tự hào tàu sân bay á, Việt Nam. Nếu nước Mỹ, nước Đức, nước Pháp hay gì đó có vấn đề gì với đất nước Việt Nam thì tụi nó trung thành với quốc gia nào? Đúng rồi. Rõ ràng chưa? Rõ ràng không? Ừ. Thì tụi nó sẽ phải trung thành với quốc gia nào? Nó sẽ bảo vệ cái quốc gia nào? Vậy liệu chúng ta nhìn điều ngược lại, những cái lời mà tụi nó bảo là tụi nó đấu tranh cho người dân Việt Nam, cho đất nước Việt Nam á, nó có giá trị hay không? Yeah. Rõ ràng chưa? Chắc chắn nó chẳng có một chút giá trị nào hết. Bởi vì đó rõ ràng anh đã chọn
nước Mỹ là một cái quốc gia để anh đi theo thì anh buộc phải trung thành với nước Mỹ, cái đó cái chuyện đó mình không bàn cãi, bởi vì cái đó là quyền lựa chọn của mình mà, đúng không? Đó là quyền lựa chọn của anh mà, anh đã lựa chọn thì anh phải tôn trọng chứ. Vậy mà anh lên đây, các anh cứ lên đây, các anh ồn ào, các anh đấu tranh cho người dân trong nước là với vấn đề gì, với tiêu chí gì, với tư cách gì? Thật sự mà nói bây giờ á, bao nhiêu cái livestream, bao nhiêu cái sự việc anh chị em trong nước ngoài nước rồi đấu tranh rồi người này móc người kia môi ra, hồi xưa hồi mấy năm trước á, thì em nói thiệt chứ em đây em cũng giống như anh em bên Việt Nam vậy đó, em cũng thời gian em thấy ùng bà con đấu tranh đấu triết rồi em cũng vào tâm huyết dữ hen đó, mình cũng giữ chửi bới cộng sản rồi đòi này đòi kia, đấu tranh này đấu tranh nọ, muốn Việt Nam phải đề kia nọ, đều mẹ nó giờ đùng lòi ra thì hỡi ơi, quá toàn là anh thấy không, lên hù theo ba xạo ba đía không à, tiền không à, đấu tranh xong rồi lòi ra tiền bạc rồi tình tiết rồi dở hàng dập hàng ra đồ á, đủ các kiểu riết của nó hài chưa từng đấy đó. Mà mình phải công nhận cái gì tụi nó cũng nói là có đó, mà có cái nhục tụi nó không có, đủ ba đã như vậy á, bây giờ lòi ra con này bà kia ông nọ rồi thiếu tiền đầu này đầu kia rồi cũng là đấu tranh rồi lôi ra rồi xong rồi tới nói chuyện chát xét lột quần lột áo, đâu bên Cali cũng có cái thằng nào cũng đấu tranh rồi cũng lột quần ra đó, rồi tới cái con khùng kia ở Atlanta cũng lột áo lột quần ra đưa hàng quá rồi đùng mất riết nó dơ bẩn. Mà em nghĩ đâu là nếu mà bị như vậy rồi thì nó bị giống như là nó bị lòi ra vậy rồi thì nó phải mà bỏ Facebook hay là dẹp hay là gì đó một thời gian đồ mà nó vẫn trơ trơ như chuyện gì không xảy ra vậy thua đó. Thì bây giờ hỏi anh chứ đấu tranh gì nữa, giờ mấy người trong nước giờ cũng hiểu cũng biết hết rồi, thì em cũng vậy thôi, em cũng nhìn ra em nói ùn má toàn là cái đám tào lao dơ bẩn bẩn bựa má lấp liếm ba xạo ba đía không mà chứ đấu cái con khỉ gì nữa mà đấu. Chủ yếu là nó lên là bây giờ chính xác là giờ nó lên nó đấu tranh để nó kiếm tiền thôi anh ơi, kêu gọi ủng hộ này ủng hộ kia để kiếm tiền. Thời buổi giờ khó khăn nữa chứ còn đấu tranh cái gì, mấy chục năm nay đấu tranh có thằng nào làm được mẹ gì đâu, đúng không, còn là quăng với nổ không để kiếm tiền kiếm bạc vậy thôi chứ riết giờ lòi ra ông này bịp ông kia bợm mất tùm lum tà la cái đó là mấy khứa đấu tranh dữ luôn á, là gì bên Cali á mấy khứa gì á gì chánh bịp hả, Nguyễn Hữu Chánh cũng là vậy chứ mà em đồ này kia đi về Việt Nam cũng là tìm mọi cách rồi cái đó là chịu đầu tư đó, mà cuối cùng cũng lòi ra cũng bịp bợm không hay không anh nói đi. Ở đây Vũ Thuần có nói nè, hôm nay thằng Nguyễn Văn Đài nó đã xác nhận trên kênh Nửa Vòng Trái Đất TV là nhận được nhiều tiền của các tổ chức hải ngoại nên nó mới mua được nhà để cho thuê ở bên Đức đấy. Đó. Thực ra cái điều này nè, mình mà Vũ Thuần với mình nha, với mình nếu mình tiếp cận được cái thông tin này á thì góc nhìn của mình nó như thế này, mình xin nói trước nha, này góc nhìn của riêng mình thôi. Và cái tuyên bố này của thằng Đài á, cái độ chính xác xác thực nó bao nhiêu phần trăm thì chị nó biết, đúng không, chị nó biết đó là sự thật. Cái thứ hai, tại sao nó nói như vậy, với góc nhìn của mình á là giống như tuyên bố là một cái thông điệp, lên cứ sủa đi, sủa
tích cực vào, sổ năng động vào, thì sẽ có các tổ chức ở hải ngoại họ tài trợ cho cái này, tài trợ cho cái kia. Đúng. Để mua nhà, để cho thuê ở bên Đức ha. Nhưng mà thật ra đó, nó có nhà hay không cũng chưa ai biết, nó có tiền có nhà cho thuê hay không cũng không ai biết, đơn thuần nó chỉ phô trương ra, nó khoe khoang ra cái điều này thôi. Còn đối với mình á, mình chỉ suy luận theo một điều đơn giản như thế này thôi nè Vũ Thần với mọi người, với việc ra à. Nếu một người ở nước ngoài, thí dụ Đức hay Mỹ mình cũng không biết, có nhà mà thậm chí có nhà để cho thuê kiếm tiền nữa, tức là cái điều kiện kinh tế của họ rất là ok, đúng không? Đúng không anh? Mà một khi một người đã có điều kiện kinh tế rất là ok thì không ai lên làm ba cái chuyện này để làm gì? Để có không có ngày về quê hương đốt nén hương nhang cho tổ tiên. Tự nhiên anh phải đi đánh đổi có ba chuyện đó. Có ăn chưa? Trừ với trường hợp gọi là khố rách áo ôm, nó đói quá, nó vì cái miếng ăn để nó sinh tồn qua ngày á. Thì cái đó là cái đó là anh phải lôi thằng bên Pháp ra. À, thì buộc nó phải đánh đổi. Nó buộc nó phải đánh đổi. Ok, tụi bay cứ sủa đi. Sủa đi, thằng nào sủa càng hăng á thì lại càng có tiền nhiều. Rồi tao cho ăn nhiều chút. Còn thằng nào mà sủa không hăng á thì tao cho ăn đủ sống thôi. Chứ không có dư ra. Đúng không? Không, cái này mình nói thiệt, cái này mình cái góc nhìn của mình là như vậy. Đối với mình thì mình chỉ nhìn nhận cái điều đó như thế thôi, chứ còn thực sự là cá nhân mình không tin. Thì đúng rồi, chuyện thằng Đài nó nhận tiền của hải ngoại là có thật 100%, mình không nhận với Vũ Thần điểm này. Nhưng nhận để đủ, tức là cái kinh tế để đủ mà mua nhà để ở nè ha, rồi thậm chí là mua nhà để gọi là cho thuê lại để kiếm lời nữa hay không, thì chắc chắn là cái điều đó theo mình là không có. Có tiền thì đúng là có đó anh đó. Anh Vũ Thú Thần, cái chuyện đó là đúng, có. Đúng rồi. Rai, thí dụ như Việt Rai cũng nói theo cái tầm Việt Rai biết ở bên đây nha. Việt Rai thấy luôn chứ đừng có nói ấy nữa, thấy luôn những người xung quanh mình mà mình ở đây mình biết mà. Thì có tiền đó, có tiền này tiền kia đó, tiền ấy, nhưng mà nói tới tiền mà để mà mua nhà, mua cửa thì không có tới như vậy, không có nhiều như vậy đâu anh Vũ Phú Thuận. Mua một căn bởi nhà nó cả mấy trăm ngàn đô, nó cả bao nhiêu ấy lắm. Tiền rồi. Nó cũng ấy lắm chứ đâu có dễ vậy, có nhiều khi nó cũng quăng lên để nó lấy cái vị thế, nó nói là nó có một cái chân đứng vững để nó đấu tranh này kia nọ. Dụ dỗ nữa, dụ dỗ những người trong nước nữa, việc ra hiểu không? Không đến nỗi vậy đâu, có tiền thì có đó, nhưng mà không có đến nỗi mà để mua nhà đâu. Cái vấn đề này á, là mình chưa bàn tới vấn đề là cái tiền để nuôi căn nhà đó hàng tháng, hàng năm nữa. Thôi mà em, lùm la, nó đâu phải như Việt Nam mình. Đúng không, việc ra công nhận không? Đó, mình chưa tính tới cái khoản nuôi nha, chưa tính tới cái khoản mà nuôi căn nhà đó. Thực ra theo mình nhìn đó, đây là chỉ là cái nó gọi phòng, giống như mình đồng ý với Vũ Thuần là nó có nhận tiền của những tổ chức hải ngoại, giống như là năng lương á, năng lương hàng tháng định kỳ, ví dụ mỗi tháng mỗi năm là mỗi tháng bao nhiêu là tổ chức nó sẽ bơm cho bao nhiêu, và với công việc đó là gì, mày cứ suốt ngày mày lên mày kiếm thông tin thế này thế nọ để mày chọc máy mày đánh phá cho tao, giống như thằng Trương Quốc Quyền Nguyên Nghiệm như tụi kia, nó cũng y chang vậy thôi à đó. Mà riêng cái chuyện của mà có chuyện mà đủ để mua nhà mua này mua kia thì theo mình nghĩ là không bao giờ có. Chủ yếu là nó lên nó sủa rồi để nó ăn tiền của YouTube nữa để nó kiếm sống đó, giống như Vũ Phú Thuần anh nói là có thấy nó làm gì đâu. Chào anh Tân Nguyễn nha, Tân Nguyễn nha. Giống như có thấy nó làm gì đâu thì đúng rồi. Cái tiền YouTube việc của nó là như vậy, việc của nó là cái việc nó ngồi má nó sủa tối ngày. Anh thử nghĩ đi, giống như Việt Rai bên này nè, cuộc sống của Việt Rai má đi làm từ sáng về tới về nhà tối rồi còn vợ con hay là còn
công việc xung quanh ở nhà mình nữa, mình đâu có thời gian đâu mà mình ngồi moi móc ra bao nhiêu tin hay là bịa chuyện ra để nói rồi ngồi đó livestream mỗi ngày. Những thành phần mà như vậy đó là vô công rỗi nghề, trước mắt nhìn vô đó, ủa ở đâu thời gian mày có nhiều dữ vậy? Cái thứ nhất, có phải là nó có đi làm mẹ đâu? Đúng, nó ngồi ở nhà, anh thấy nó không đi làm mà vậy, nó ngồi ở nhà nó mới có thời gian nó moi móc tin tức để nó nói. Thì nó nói như vậy thì tất nhiên là nó có bao nhiêu, nó có mấy trăm ngàn lượt subscriber, cứ mỗi lần người nào mà coi cứ bấm vô một cái là coi như là thành một cái view đó, thì nó ăn là nó ăn nhờ cái tiền đó. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là cũng có một số tiền người ta giống như người ta donate đó, người ta chọi vô cho nó nữa, nhưng mà có để nó đủ sống thôi. Anh Vũ Phú Thần phải nhớ là bên châu Âu cuộc sống không phải đơn giản đâu nha, vật giá rất là mắc, rất là đắt đỏ chứ không phải là dễ đâu đó. Cho nên nó biết bao nhiêu người bên châu Âu á, làm cả đời mà mua không nổi căn nhà đó, chứ không phải là lơ tơ mơ mà dân chúng mà chỉ góp tiền vô mà đi mua nhà rồi cho thuê rồi để sống, không phải vậy, không dễ vậy đâu anh Thuần, nó xạo quá. Với lại